này là con độc quyền luôn á, độc quyền. Cái này nó được cái tiện là có bao người đi đâu là nó xoay theo. Giá tiền thì cũng được mà. Mà so mắt bằng chung thì nó hơi cao. Cao nhưng mà cái này nó chất lượng, vì nó nghe nghe tiếng được, tiếng lớn á, tiếng lớn. Dạ, nghe nó rõ. Đúng rồi, hăng hăng độc quyền. Ông đi thì ông này cũng độc quyền rồi. Hôm nào lại gắn đây chục cái. Hai chục cái. Chủ đây ông chủ đây, độc quyền về cái camera này. Gọn kìa. Rồi cái này gắn ngoài trời sao? Cái này dùng trong nhà, dòng ngoài trời thì dòng cũng đúng rồi, cũng có dòng ngoài trời luôn. Nếu mà ngoài trời thì không chịu được cái gì cả. Dạ đúng rồi, cái này gắn trong nhà thì nó tiện, nó nhỏ. Dạ, con để đặt một cái chỗ nào đó cũng được, không cần gắn lên cũng được, từ có chỗ gắn cũng được. Gắn thôi là mình để một cái chỗ nào đó trong cái góc nào đó mình để trên cái tủ, tại nó xay. Dạ. Ok, lại nghe ok. Dạ. Giá thế cũng hợp lý. Có âm thanh này. Này âm thanh lớn á, âm thanh cả phòng nghe luôn. Với lại báo động nó rất là chuẩn nhảy. Thiết kế thì nhỏ gọn đẹp. Connect vô điện thoại hay là connect vô trường TV rồi này nào được hết mà. Coi được hết trên điện thoại rồi máy tính. Rồi nó có thể coi được nhiều camera trên một màn hình ấy, như là camera có dây luôn. Nhiều tính năng của mình đều được phần cái là không cần dây nữa. Dạ. Đấy xong cậu